thì mình đi cắm câu, tiện thì mình cũng hướng dẫn mọi người cách móc mồi luôn nha. Thì móc có mồi dế này, mồi trùng với lại mồi nhái nha. Bây giờ mình sẽ móc mồi dế trước. Mồi dế thì cũng khá là đơn giản thôi. Mọi người để ý đằng sau lưng nó có một cái chỗ như thế này. Luồn cái móc làm sao mà khi mà vào một con dế nó không bị đau mọi người ạ. Thật nhẹ nhàng thôi nha, không để cho nó bị đau. Đó, như này là được nha. Bởi vì là dế nó khá là mềm luôn, là nếu mọi người móc thì cũng nhẹ nhàng thôi. Mồi nhái thì mọi người móc vào mép thôi nha. Đây, cái mép như này, móc vào như này là được. Đó, khá là đơn giản luôn. Mồi trùng thì chỉ móc một vòng hai vòng là khoảng 2-3 vòng là được nha mọi người. Trùng này thì cũng là nhỏ nhỏ rồi. Đó, như này là được. Bây giờ mình sẽ cắm nha, cắm cho mọi người xem luôn. Mọi người cắm thì lưu ý là để con nhái nó thò mũi khỏi mặt nước nha, chứ còn nếu không thì nó sẽ chết. Nhưng này mình sẽ để hơi cao rồi, mình sẽ để thấp thấp xuống một tí nữa. Như này là vừa mọi người ạ. Đây này, đó, khá là đơn giản rồi. Mùi dế thì cũng vậy nha, cũng để cho nó thò lên khỏi mặt nước, nhưng mà chân nó phải chạm nước nha mọi người. Đây, như này này. Đấy, khi nó động cọc như này thì nó sẽ thu hút cá về. Nhưng mà mọi người để sâu quá ấy, thì con dế nó ngập hết thì nó sẽ chết nha. Và để nó cựa cựa như thế này thì nó mới thu hút cá. Còn mùi trùng thì mọi người cắm lưng chừng cũng được, mà chìm hẳn cũng được, chìm hẳn như này cũng được nha, mà để lưng lưng như này cũng được. Nói chung là so sánh về ba loại mồi này thì mình thấy mồi dế là hiệu quả nhất, nhưng mà có điều ưu điểm của nó thì nó nhiều chân hơn mọi người ạ, năng động nên là dễ thu hút cá về. Nhưng mà nhược điểm của nó là gần như là các loại cá đều ăn hết, nên là hay hết mồi, với lại móc rất là khó luôn, phải nhẹ nhàng thì mới móc được, không nó bị chết hoặc là nó bị đau thì nó không hoạt động mạnh thì nó không hiệu quả mọi người ạ. Còn mồi nhái thì nó ưu điểm của nó là nó không chết mọi người ạ, nhưng mà chủ yếu chỉ được cá lóc này với lại cá chi phi nha, lâu lâu thì được ếch, nhưng mà nó lại tù phải khu vực nào mà nó có cá cơ, hoặc là nó hay đến ấy, thì nó mới dính, nó không giống như con dế. Còn mùi trùng thì chắc mọi người cũng biết rồi, trước giờ thì câu cá chủ yếu là dùng mồi trùng nhá, chứ không phải như bây giờ thì có nhiều loại mồi mới, như chẳng hạn như là dùng để câu lục, câu tiêu, câu đài này, lăng xê lô cát ấy, thì chỉ câu giun thôi. Nhưng mà mồi giun này thì mình thấy thì cũng chủ yếu là cá rô này, cá chê. Nhưng mà nếu mà câu cá chê thì câu ban đêm thì nên dùng mồi to nha, nó sẽ thu hút hơn. Còn ở trên mình thì cũng không có cá to đâu, bởi vì là nó chỉ ở mương thôi, mương với lại suối nó chảy, lúc nào nước nó cũng chỉ chảy chảy như này thôi mọi người ạ. Nên lâu lâu có một vũng thì có cá lóc, nhưng mà con nó cũng nhỏ nhỏ thôi, không như một số tỉnh miền trong. Với lại một phần nó cũng do ô nhiễm môi trường này, với lại họ cũng đi kích mọi người ạ.
Ô nhiễm môi trường thì một phần là do rác thải này, với lại thuốc bảo vệ thực vật nên là nó cũng chết, nên là cá nó cũng không to mấy, chỉ khoảng 3 4 lạng 4 5 lạng là cùng được người ạ. Sáng nay thì mình tiếp tục đi thăm cầu nha. Mình thì mình cũng đi thăm hết rồi mọi người ạ. Dính có mỗi một con thôi à. Hôm qua thì cũng cắm nhiều đấy, chắc phải gần 20 cân thì đấy. Sáng nay đi thăm thì dính mỗi một con. Nhỏ nhỏ đấy nha. Nhịp khá là ghê luôn. Mấy hôm trước đi thì mình cũng được, nên là chắc mình sẽ ghép chung thành một clip nha mọi người. Mấy lần trước thì do là thời tiết nó âm u quá nên là mình cũng không muốn quay, bởi vì là nhìn nó cũng không rõ luôn. Hôm nay đi cắm thì cũng cắm nhiều mà được có mỗi một con. Sáng thì khung cảnh rất là đẹp mọi người ạ, còn rất là nhiều sương luôn ạ. 15 16 độ. Lại dính rồi nha mọi người. Cái chỗ này mình được 3 con rồi hiện tại. Cứ lâu lâu cắm lại thấy hết mồi mình lại cắm, cắm lại thấy được. Nhưng mà sẩy thì nhiều hơn được. Hôm qua cũng sẩy mất 2 lần, xong hôm nay mới được. Nhỏ nhỏ nha. Có nhiều trà quá. Mắc trà thì hay sảy lắm mọi người ạ. Nếu mà người cắm thì bới nó ra nha. Chứ cắm như mình thì hay sảy cực kỳ luôn. Này to đít bé. Nó mắc vào ria mồ mọi người ạ. Bây giờ mình sẽ để đây nha. Đi thăm tiếp đã, xong rồi thì mình tính sau. Chắc là nó không tụt đâu. Bởi mình cũng cắm gần nhau mà. Tự dưng thấy gần cong cong này tưởng dính cá mọi người ạ. Nhưng mà sậy nha. Đây, nó mắc vào đây này. Nó mắc chạm hay sậy cực kỳ luôn ấy. Con này chắc to. Khá là tiếc mà. Bình thường nếu mà nó không vướng gì thì không hay sẩy đâu, nhưng mà vướng vào là kiểu gì cũng sẩy. Kéo từ bên này sang bên này luôn mọi người ạ. Trời ơi. Mấy nữa thì mình sẽ cắm lại con này nha. Mình nghĩ là cũng to đấy. Vài lạng. Lại dính nữa mọi người ạ. Này. Chỗ này con này cũng con thứ ba rồi nha. Có khi nhiều bạn xem video của mình để bảo à cùng một con nhưng mà không phải đâu. Mình cắm ở chỗ này chỗ thứ ba rồi, bởi vì mình cứ cắm xong hôm sau hết mồi mình lại cắm tiếp. Vẫn thấy được mọi người ạ. Con nhỏ thì mình không nói đâu nhưng mà cũng giò giò mà. Ôi sắp đứt rồi, bây giờ mình sẽ vào gỡ ra nha. Hai con bằng nhau mọi người ạ. Con kia cũng bằng này. Do ở trên mình mấy hôm nay nó mưa quá à, nên là nhìn nó cũng mờ. Thật sự mà nói bây giờ cái độ ẩm nó phải chín mấy phần trăm mọi người ạ. Tầm nhìn chắc khoảng 500 mét thôi. Giờ rồi nha. Hình như còn vài cân nữa rồi. Bây giờ mình sẽ đi thăm nốt. Đố mọi người biết đây là lá gì? Cái này hình như là gần như là chỉ có Yên Bái mới có rồi mọi người ạ. Cái này nhà mình trồng nha. Thường thường thì cái này dùng để làm mọc hoặc là kho cá rất là ngon luôn. Trên mình thì người ta gọi là lá vón vén.
Nhà mình thì cũng trồng có một dây. Mình sẽ hái một ít để kho cá lóc nha mọi người. Cái này thì ăn nó có vị chua, nhưng mà chua chua mát mát. Cái này mà để chấm súp thì nói là hết sẩy luôn. Do là vừa mới mùa đông xong bây giờ nó mới ra chồi nên cũng chưa tốt lắm mọi người ạ. Cá lần trước thì mình câu về chưa ăn, tới thì mình thả bể. Hôm nay mổ nấu canh chua nha mọi người. Con này là clip trước mình có quay chắc khoảng hôm đó cân này như ba lạng rưỡi gì đó. Con này chắc là khoảng lạng rưỡi rồi. Bây giờ mình sẽ mổ nha. Cái này kho thì phải nói là hết ý luôn, bởi vì là thịt nó chắc.